cặp cả nhà đến với ý nghĩa tiếp theo của mình nha. Hôm nay mấy anh em đi câu nữa cả nhà ơi. Này có thầy giáo là giáo ở đây không có gì dạy, đi chiến đấu luôn. Đứng ở đây càng cận đời càng đủ mới tổ đại càng đủ mới rồi. Đứng ở đây ôi ôi đã đúng không? Càng xanh nghe càng xanh. Cầm đi anh để em sợ nó kẹp quá. Ôi không hết ơi, không có dừng lại lên nữa, tưởng con cá không à. Đặng tay hết trơn vậy. Để câu xuống đi. Ngon à. Ngon. Thôi mới vô mà cá tôm gì dính ép chân. Đã. Cho nó cạn để cho nó bơ cho nó cạn. Thôi bỏ gạo chiến tiếp. Vui đó, vui đó. Đồng ở đây ơi. Dạ lên canh. Mới qua chưa được 5 phút nữa các bạn ơi. Chứ rồi con. Lên hàng, lên hàng. Sao nó mất tiêu rồi, cái gì vậy? Sức cái gì vậy? Nãy nó giật chứ lắm. Kéo nhanh nhanh lên coi. Kéo nhanh lên. Cuối hàng rồi. Càng không? Càng không. Sao nó giật mạnh vậy? Nhỏ xíu mà cũng làm dữ. Trời ơi. Lên hàng nữa. Nhỏ. Kệ đi, nhỏ rồi gấp gió thành bão anh. Giật dữ ha. Đó. Nhỏ bự mà giật chứ. Lạng luôn. Rồi. mini không. Hết chân rồi luôn á. Sao lưỡi luôn. Ủa trời. Cái tôm mà. Cái gì trời? Biết tôm bự rồi. Dính có cái càng không vậy? Dính cái càng nè. Quan sát coi coi. Ừ dính cái càng. Cái chuông gheo quá trời gheo luôn. Im im. Hai con càng. Mấy con kim mini. Càng gì luôn. Là đủ vốn rồi đó. Ngày nay coi như được thành công rồi đó. Đó. Dính càng. Dính càng. Ồ. Thì... Chụp hình coi. Trời ơi, con mắt nữa nè. Sáng dưng không anh chưa chứ. Ôi trời. Hả? Ủa, có gì rộng. Một em nữa. Một em
càng xanh nữa. Con này bự hơn con nãy nha. Đó. Ôi ôi con cứ càng nó kìa. À, hai em. À, rồi. Thấy rồi. Hai em. Hai em. Con này bự hơn con nãy nữa anh. Ui dằn nín luôn. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Ôi, lên hàng không? Ồ. Im. Chiếc nhỏ bự đây. Trọng trọng quá. Ừ, lãng lãng cái tài ơi. Cái tí xíu. Dĩ mà lãng lãng. Ghê thiệt chứ. Con chuông hả? Lượm hàng nữa rồi, xéo dây rồi. Gì vậy? Ồ ồ ồ ồ. Đó đó. Giọng bự ơi, càng càng không? Trời ơi. Càng mà càng nhỏ. Ồ em. Cũng được đi. Rồi để đây qua. Và càng này rồi, thấy da phẳng dày nữa. Dính nữa, dính nữa. Rồi con nhỏ nè. Nó liệt lắm. Nó mini. Mini. Hai cần hai con. Hai anh em. Rồi thẳng dây nữa nè. Cái gì nữa rồi. Ồ ồ ồ rồi. Nó gốc rồi. Ồ. Bị dính rồi mà. Dính mà. Ồ lên lên. Vậy mà con bự nha. Liệt dữ là cần câu bự mà liệt liệt vậy nè. Ồ. Vô. Lâu quay lại nãy giờ quên cần này thuốc. Quay lại dính. Dính không hay. Ô. Câu gì ạ? Tôm hả? Quay lâu rồi. Thẳng dây. Thẳng dây nè. Bảy liêm vlog. Bảy liêm vlog. Lên nè, lên tôm nè. Ừ. Ê, dính con tôm mà dính con ốc luôn nè, mới ghê lắm. Trời ơi trời. Ốc, ốc màng lưới câu luôn nè. Nè, dính con tôm dính ốc luôn. Ngày qua thì là hai lữ tôm dính hai con. À, có hai lữ mà. Cái dạnh lúc nào không có là không có câu. À. Nấu nấu phai thì cá. Thì thức ăn cho cá ăn. Để là cho ăn cái này. Cho ăn nó bắt đầu cá thức ăn thừa rồi nó trôi ra ngoài là cá bu lại phía sau bè gì đó. Chữ giật bự bự một chút. Quá gió rồi đặt cái đó. Má quạm thì tới rồi kia đẩy cây. Quạm đi. Ở đây nó đậu cụ rồi nó xúc hoài. Thì đang cho ăn đúng không? Ừ. Đang cho ăn rồi xúc hoài, có hoài. Nói gì không? Đậu biết yếu rồi. Giật hơi nhỏ.
có rồi đó, cá biển. Ồ kìa, lên rồi đó. Không thấy gì hả? Mà thấy có kìa, mà nhỏ nhỏ ha. Để lấy thao rồi. Đó. Ủ. Cái hàm ha. Đây tụi hàm bạn. Cái hàm này chết luôn rồi. Trên ký à. Cũng mạnh quá. Ừ. Quen rồi. Ê, đừng chấn nha. Uống cái giỏ đi. Ừ. Đi hàm không? Rồi xúc cái xác lên để nuôi lại. Cái xác xúc cái hàm nữa, không phải cá bự ha, đã gì đâu. Cá nhỏ nhỏ nuôi lại. Cái gà đó đó, con nào cũng lấy bằng kia bằng kia chứ. Năng độc như là cá khô. Lên hàng nữa. Ừ. Nhỏ. Vừa vừa. Nhỏ nhỏ rồi. Rồi, đưa vô. Đây, quả coi, dính nhỏ nhỏ mà có hai con bự à. Mấy tiếng hồ đó. Càng kinh không mà quật dữ vậy. Vô hả? Trời ơi. Ôi nhỏ gì nha, bụng rồi con. Con. Ôi nhỏ rồi đó. Ở đâu nhỏ bự cá cái xác cái xác ú ơi xác mà tưởng đường tôm cái tôm với cái xác con này mập hơn con nãy nữa anh ha. Thôi tưởng là mất tiêu rồi chứ. Thôi để xuống. Dở lên là biết liền gì. Rồi ơi. Có không biết nữa hả? Nhỏ luôn. Ê sao nghịch mảnh vậy? Ê. Trời ơi. Trời ơi nó gì không à. Nhìn liệt dữ vậy. Thế bự mà. Đâu dính lại nè. Lên hàng biết hàng bự hàng nhỏ này
Trời ơi. Trời ơi, làm nó ghê. Nãy giờ có một cỡ một. Đó, đó, lên, lên hả? Ừ, giật dữ hả? Nó bự đây. Giật quá giật kìa. Càng không, càng không. Trời ơi, ôi, trời. Trời ơi. Quá giật kìa. Rồi gỡ đi. Ừ. Ấy ấy có chừng. Ơi, anh có chừng đó. Trong đi. Té. Nè. Cái gầu nó đẹp quá ha. Rồi thẳng dây nữa nha. Thẳng dây rồi. Thẳng dây là lụm đó. Đồ tơ mình vừa để dùng dây nhưng mà thẳng dây là dính rồi, biết dính rồi đó. Ui, nhỏ. Nó liệt 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 không vậy mà không dính dây lần nãy bựa vô công dây cái. Ở công chuyện rồi, cuối ngày rồi, cả nhà ơi. Ba con càng rồi đó. Bốn con rồi. Bốn đâu? Hai con mà. Ủa, em con, anh thêm hai con nữa. Rồi, con kia càng, càng kia nhỏ. Ủa, đúng rồi ngoài. Đúng rồi ngoài sâu cá tôm càng bự không á. Tính dẹp vô đây nè. Dẹp khô. Lụm liền. Ấy à. Ấy, cái nhảy dữ hả? Thôi tôm là càng không đó. Nhảy nhảy. Ồ. Con xanh nè. Lên mới quay được. Đang bấm điện thoại cái gịch liệt liệt liền. Đó. Ở dưới rộng. Con mớ cá linh nó khô lạc giật men. Chiều nay hả chị? Ừ, chiều nay. Rồi, coi công tôm coi. Sáng giờ cả nhà ơi. Ừ. Được ba con càng bự. Mấy kia cũng nhỏ nhỏ không à. Không bự. Ba con càng bự à. Đó. Đây coi bội bội thu ngày bội thu tôm rồi đó. Cải có dính. Có dính là vui rồi. Này cũng cũng 2 ly à. Yeah. Rồi, gỡ đi. Gỡ đi mọi người. Kìa kìa. Gịch, ố, gịch tới, tới chuyện rồi. Tới nàng, tới nàng. Chiều ơi. Tính cuốn câu về mà dính được em nữa nè. Đó. Có gì mời một ngày bội thu rồi cả nhà ơi. Trước giờ mình câu tôm không có nhiều bằng bữa nay. Bữa nay nhiều nhất rồi đó. Rồi để nó luôn đây. Để lại
cũng chiều rồi cả nhà, chuẩn bị cuốn câu về luôn. Đây cái này thành quả đó, thành quả bữa nay nha. Dạ. Ôi trời, cái này à. Dạ. Ngồi cân lên nhiêu ký. Trời, nhiêu ký, tôm tính nhiêu ký, tính nhiêu cá vậy. Nhiều lắm. Đó. Nè, ủi ủi không nhẹ nói. Rồi, cả nhà coi nha. Đó, thành quả bữa nay. Quả của hai chồng bữa nay nha. Đây. Đó, tôm càng xanh. Mấy tôm càng xanh bụi không? Sôi sối luôn. Rồi được mấy cái xác nữa. Còn mấy cá thiểu thì mười cho. Đây, thành quả bữa nay nha cả nhà. Đó. Đường này chắc có hơn ký quá, hơn ký quá. Ừ. Mấy em cần xanh không thì thấy mấy trăm gram rồi. Rồi đẩy xuống ra. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cả nhà xem mình nếu có thích hãy cho một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà lúc sau nha.